10. Cũng giờ tiếp này trước đây toàn bộ cái phần các bạn phải học sẽ là bảo trong sách giáo khoa. Bởi vì các bạn sẽ đi ngồi trách nhiệm giải đều cho tất cả các phần. Ở đây tôi chỉ giới thiệu cái phần lý chính nhá. Thứ nhất là trình bày về đặc điểm dịch tễ học của bệnh da liên cầu lợn. Cái này có một số câu trắc nghiệm liên quan đến đấy ạ. Thế nên chúng ta sẽ phải học trong sách, đúng không ạ? Thứ hai nữa là gì ạ? Trình bày về các biểu hiện lâm sàng của những liên cầu lợn. Chúng ta sẽ học chút nữa xem là có những cái thể hiện là có những biểu hiện ở đâu, đúng không ạ? Thứ ba là cách xét nghiệm sử dụng trong chẩn đoán những liên cầu lợn. Và cuối cùng là cách điều trị cũng như phòng bệnh liên cầu lợn. Đấy là bốn cái mục tiêu chính của cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ phải giải quyết từng phần một, đúng không ạ? Thứ nhất là liên cầu lợn là gì ạ? Tên của cục suy, đúng không ạ? Tên của cục là liên cầu, đúng không ạ? Là vi khuẩn gram dương và có 35 tiếp huyết thanh, trong đó thì tiếp 2 là hai gây bệnh nhất. Tại sao tôi phải lưu ý cái phần này? Bởi vì chúng ta sẽ có một cái phương pháp chẩn đoán, đấy là gì ạ? PCR, chúng ta sẽ định tuyết được, đúng không ạ? Thì trong 35 tiếp huyết thanh thì tiếp 2 là tiếp 2 gây bệnh khuẩn người nhất. Và nó là vi khuẩn mà truyền bệnh từ lợn sang con người, đúng không ạ? Thế và nó cư trú ở đường hô hấp của các lợn ạ, đường sinh dục cũng như đường tiêu hóa thuận non. Ở đây có nghĩa là gì ạ? Từ đây chúng ta có thể thấy là chúng ta ăn cái bộ phận nào, tiếp xúc với bộ phận nào của lợn thì chúng ta sẽ bị ạ, đúng không ạ? Đường lây truyền là từ lợn sang lợn và từ lợn sang người. Các bạn nhớ cho là cái phần từ lợn sang người nó chỉ đúng theo một chiều đấy nhé, không có từ người sang lợn đâu. Lợn lây qua lợn và lợn lây qua người, chứ người là của người cũng không thể là không lây qua người, cho nên là chúng ta lại không có những cái ca trùng bệnh, đúng không ạ? Và đường lây truyền là qua tiếp xúc với dịch tiết của lợn ở các cái vết thương trên da, hay gặp nhất là ở đối với những người mà mổ lợn nhé, là mổ thịt lợn hoặc là bán thịt lợn thì sẽ ai bị những cái vết thương đôi khi những cái vết thương mà mình không để ý đến ạ, không phải những cái vết thương to mà những cái vết thương rất là nhỏ thôi. Nhưng nếu chúng ta tiếp xúc với các cái dịch tiết đường hô hấp các thứ của lợn thì cũng sẽ bị lây. Đấy là cái đường lây thứ nhất hay gặp ở những người mà nhân viên giết mổ lợn. Thế còn đường lây thứ hai là qua đường tiêu hóa, khi ăn thịt lợn chưa nấu chín thì hay gặp ở đối tượng nào ạ? Nhậu ạ. Chưa. Thấy chưa? Thấy gì nhà tao có cái canh nhậu không ạ? Đấy là những cái mà về phối cảm nhiễm thì tại sao ở đây sẽ tự do cho tự kiện? Bài tập gì bài tập sau đi ạ? Đối tượng cảm nhiễm thì hay gặp ở nam giới và đối tượng trung niên, tại sao đấy ạ? Đấy là cái đối tượng mà hay tiết canh nhất, đúng không ạ? Các ông uống rượu các thứ thì hay dùng tiết canh như lòng lợn nha. Vâng, và đây cũng là đối tượng gì ạ? Làm nghề giết mổ lợn mình nhất, đúng không ạ? Về cơ địa, cơ địa thì thực ra thì đây chưa có một cái báo cáo nào rõ ràng cả, chỉ là tổng kết từ các nghiên cứu thôi ạ. Thì đối tượng nghiện rượu là hay gặp nhất, thế sau đó là một số các cái đối tượng suy giảm miễn dịch. Và người ta cũng có một cái câu hỏi nghiên cứu như thế này là tại sao mà rất là nhiều người cùng ăn cái món đấy nhưng chỉ có một số người bị hôn, đúng không ạ? Vâng, thì cái này đòi hỏi cái nghiên cứu sâu hơn là chưa trả lời được. Thế nhưng mà người ta nghĩ đến là có những cái gì ạ? Suy giảm miễn dịch mới dẫn đến cái nhiễm bệnh, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta biết là cái tiết canh đấy không thể là làm cho một người ăn được, đúng không ạ? Làm cho rất nhiều người ăn nhưng mà không phải ông nào cũng bị. Đây không có xu hướng chủng ca bệnh gia đình ạ. Mỗi người, mỗi gia đình thì thường chỉ có một thôi. Tất cả những cái này chúng ta cũng biết là liên cầu lợn chỉ nổi lên trong vòng khoảng tầm 7-8 năm gần đây thôi, đúng không ạ? Và trước đây tôi nhớ là cách đây 7 năm khi mà một bệnh nhân bị liên cầu lợn vào thì ở viện rất là sợ là có những cái mảng xuất huyết trên da và sợ là não mô cầu. Và ngay lập tức là được cách ly rồi là uống thuốc dự phòng tất cả các thứ xong sau về mới biết là liên cầu lợn, đúng không? Đấy. Các cách đây 7 năm cho liên cầu lợn còn rất là lạ lẫm. Còn bây giờ thì tất nhiên là rất là quen thuộc rồi. Và theo một cái nghiên cứu của sinh viên 6 tôi hướng dẫn năm vừa rồi đấy, thì liên cầu lợn là căn nguyên số 1 gây viêm màng não mủ ở Việt Nam hiện nay. À, xin lỗi, ở miền Nam, ở miền Bắc này, hiện nay. Đấy, thế cho nên là mười mấy năm gần đây thì liên cầu lợn mới là cái vấn đề hot. Về dịch tễ học thì ở trên lợn thì có rất là nhiều bệnh, đúng không ạ? Nhưng mà ta không phải là bác sĩ thú y nên chúng ta không cần quan tâm đến vấn đề này đâu. Chúng ta
liên quan đến gì ạ? Lên người đúng không ạ? Người có hai bệnh cảnh chính, đấy là gì ạ? Viêm màng não, tất nhiên là viêm màng não phổi đúng không ạ? Do vi khuẩn là viêm màng não phổi rồi. Viêm màng não phổi là gì ạ? Nhiễm khuẩn huyết. Nhớ ở trong hai cái bệnh cảnh chính của nhiễm liên cầu lợn ở người đấy là gì ạ? Viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết. Đấy là bệnh cảnh chính ạ. Thế thì có một vấn đề xảy ra là trước đây có một cái giai đoạn mà báo chí đưa tin rất là nhiều là bùng phát dịch lợn tai xanh đúng không ạ? Các bạn đã từng nghe câu đấy chưa? Vâng. Vâng, thế và rất là nhiều người nhầm và kể cả đến cả một số nhân viên y tế nhà mình cũng nhầm là căn nguyên gây gì ạ? Gây liên cầu lợn hay nhiễm liên cầu đấy là do là gì? Do con lợn tai xanh đúng không ạ? Có phải như vậy không ạ? Hai cái khác hẳn nhau nhá. Bệnh gây ra lợn tai à, cái con gây ra mà căn nguyên gây ra lợn tai xanh là con virus ạ. Vâng. Tuy nhiên là khi mà con lợn nó bị nhiễm virus gây bệnh ảnh lợn tai xanh đấy ạ, thì là dạng sức đề kháng nó rất là kém. Và thông thường có thể là những cái con liên cầu lợn ấy, con sẽ được cơ suy nó cư trú bình thường ạ. Ở vùng hầu họng bây giờ khi mà cơ địa suy giảm thì nó bắt đầu nhận bị nhiễm bệnh đúng không ạ? Đấy là lý do mà liên quan đến bệnh lợn tai xanh. Tại sao mà cứ khi mà có bùng phát dịch lợn tai xanh thì lại có tiếp tục kéo theo sau đó là bùng phát các cái ca nhiễm bệnh liên cầu lợn? Nhớ nhá, nhớ là lợn tai xanh là không phải là liên cầu lợn thôi nhá. Tôi xin lỗi là bởi vì hôm nay tôi không mang cái bút chỉ, tôi quên mất cái bút chỉ. Thế nhưng mà ở đây là trên thế giới thì các bạn có thể thấy được là đối với những cái ô màu đỏ tròn tròn kia thì là những cái nơi mà nhiễm bệnh nhiều đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có thể thấy là nó giải rác khắp cả ở châu Á đúng không ạ? Và một số vùng khác trên thế giới, ở châu Mỹ cũng có đúng không ạ? Ở châu Âu, thế vâng. Và hai cái điểm mà có bệnh nhiều nhất ạ, các ca nhiễm bệnh nhiều nhất đấy thì lại ở hai đầu đất nước đúng không ạ? Là miền Bắc và miền Nam. Ở đây có một cái đây bản đồ của miền Nam đấy ạ. Đấy, vâng. Thì các cái ca nhiễm bệnh chủ yếu chúng tôi tại sao liên quan đến đây này ạ? Tại sao đấy ạ? Gây nhiều nặng, hơn nhiều. Đúng rồi ạ, đây là những cái khu vực gì ạ? Hơn nhiều đúng không ạ? Cho nên đương nhiên là cái ca nhiễm bệnh sẽ nhiều hơn. Đấy là một lý do thôi. Một lý do thứ hai nữa là tất nhiên là chỉ ở những cái vùng này là những nơi mà có nhiều nghiên cứu nhất. Bởi vì các bạn cũng biết là xây dựng cái bản đồ này dựa trên các nghiên cứu đúng không ạ? Chúng ta chưa có một cái nghiên cứu đã đủ rộng để làm trên cả nước. Cho nên là ở đây là hai cái chỗ mà có nhiều nghiên cứu nhất và có những cái trung tâm để có thể chẩn đoán bệnh được. Và vì vậy phải có những ca báo cáo về. Đấy là hai lý do. Tất nhiên là cái đấy là lý do phụ trợ. Lý do chính là đây là hai cái điểm mà chăn nuôi nhiều nhất đúng không ạ? Nhu cầu sử dụng thịt lợn là cao nhất. Ta đi vào phần chính của bài ạ. Thứ nhất là về lâm sàng. Thì thông thường là thời gian ủ bệnh ở liên cầu lợn thông thường trong vòng 1 tuần. Các bạn có nhớ thời gian ủ bệnh của các bệnh khác không ạ? Thời gian ủ bệnh được tả bao nhiêu ạ? Không tả bao nhiêu. Quay bị là bao nhiêu ạ? 6 ngày 14. Thôi đó, 6 ngày 14 ngày. 10 ngày, thế thì đi xét nghiệm chuyển hết rồi. Bao nhiêu ạ? Cái gì ạ? 3 đến 21 ngày. Vâng. Quay bị có thể thời gian ủ bệnh đến 14 đến 21 ngày ạ. Các bạn đã bạn đúng không? Thời gian ủ bệnh quay bị các bạn nhớ thì làm sao ạ? Để sáng dài này. Tại sao các bạn phải nhớ thời gian ủ bệnh? Cho tổ diện tích sinh não ra. Làm sao? Không lên. Nhưng mà đây là thật với các bạn nhé, thời gian ủ bệnh đa số tất cả các bạn gần như 100% các bệnh là không có triệu chứng, các bạn không lây được. Nhất là những quay bị các bạn học rồi đúng không ạ? Bệnh nhân có thể lây từ bao giờ ạ? Từ trước khi có sinh tế mang tai đúng không ạ? Đặc biệt là trước khi sinh tế mang tai thì lây bệnh nhất đúng không ạ? Thế là sao các bạn ủ bệnh? Tại sao chúng tôi lại bắt các bạn nhớ thêm một cái thời gian này trong khổ ra? Các bạn hiểu tầm quan trọng là thế nào thì các bạn mới học, chứ nếu các bạn không thấy quan trọng thì các bạn chắc chắn sẽ không nhớ bao giờ. Vâng, những chuyện đó phân biệt là như thế nào ạ? Khi mà mình tiếp xúc với một người mang bệnh phẩm bệnh ạ, và sau thời gian bao nhiêu mình mắc cái bệnh đấy. Vâng, đồng ý ạ. Đấy là một lý do ạ. Lý do rất là nhỏ, đôi khi người bệnh đa số là không biết bệnh mà theo dõi xem bao giờ bệnh đâu. Đấy là bạn các bạn thôi, chứ còn mình người nông dân thì không được biết được. Cái lý do mà liên quan trực tiếp đến cái kiểu của bạn gì ạ? Thời gian nào phát tán ít không phải ạ. Có những cái bệnh mà lây từ thời kỳ ủ bệnh, nhưng có những bệnh chưa lây ở thời
về tiểu thận nhá. Nếu mà các bạn không biết về tầng quan trọng thì chúng ta các bạn thấy bây giờ các bạn học làm về đây đúng không? Để tiết lượng các bạn chỉ có một loại tiết lượng thận thôi, các cái khác thì không tiết lượng bệnh nặng. Để các bạn hỏi bệnh, các bạn hỏi bệnh ví dụ làm sao, ví dụ như tảng thì ra từ tầng là 5 ngày, các bạn hỏi cho người ta trong vòng 5 ngày đấy lên có ăn cái gì đặc biệt hay không đúng không? Nếu mà người ta bảo là cách đây một tuần tôi ăn thì có cần để ghi nhận đấy đúng không? Cho nên là đặt ai bảo có vừa 5 ngày cho nên là đặt một cái bệnh án là chúng tôi biết được là bạn có nhiều bệnh hay không đúng không? Chúng ta biết được xem là gì ạ? Trong vòng bao nhiêu lâu chúng ta phải khai thác thời gian để sự tiếp xúc. Ví dụ như lên cầu lông chẳng hạn, ví dụ người ta bảo là cách đây một năm hay là cách đây nửa năm người ta làm nghề giết mổ lợn, nhưng mà đến một tháng nữa rồi nó không đồng gì đến con lợn, nó không liên quan gì đến con lợn hết. Chứ còn như người ta giết mổ lợn các bạn, bao nhiêu thời gian của bệnh nó chỉ trong vòng một tuần thôi, mà người ta trong vòng một tuần người ta khẳng định là người ta không tiếp xúc gì cả, hay là người còn trong vòng một tháng người ta không phải không tiếp xúc. Thì tất nhiên chúng ta phải nghĩ đến những cái căn nguyên khác hơn là lên cầu lông đúng không ạ? Tất nhiên đấy là trong trường hợp chúng ta phải đúng. Đấy là cái lý do tại sao mà chúng tôi bắt các bạn phải nhớ được cái tên của bệnh để còn có thể hỏi được cái tiền sử tiếp xúc đúng không ạ, tiền sử dịch tễ đúng không ạ? Vâng, chứ còn không phải chúng ta chỉ hỏi là từ trước đến giờ bác đã bao giờ tiếp xúc với lợn chưa đúng không ạ? Chúng ta phải nhớ được, chúng ta phải biết tại sao chúng ta phải nhớ, nhưng mà chúng ta cũng phải học về thì rất là khổ đúng không ạ? Bệnh khởi phát được cấp tính với các cái biểu hiện sau: thứ nhất là sốt cao chất run này, thứ hai là đau đầu buồn nôn chóng mặt, đau mỏi các bắp thịt này, tăng cảm giác đau ngoài da, đôi khi còn đau bụng và tiêu chảy. Có gì đặc biệt đúng không ạ? Có gì đặc biệt và điển hình để nghĩ đến là bệnh lên cầu lông đúng không ạ? Không đúng không ạ? Hoàn toàn không có cái gì cả. Ở cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ nhầm với tất cả các cái bệnh khác, trừ là khi nếu bệnh nhân có tiền sử dịch tễ, hoặc trừ khi có tiền sử dịch tễ. Bây giờ nhiều bệnh nhân họ biết đấy, họ đọc trên báo nhiều, họ vào với chúng ta sốt một cái họ kêu là tôi làm thịt lợn đấy, tôi tiếp xúc với người con lợn ốm chất gì chẳng hạn đấy. Thì chúng ta mình thực đến, mà nếu không thì với những cái tình trạng sốt cao chất run này, đau đầu này, đau mỏi bắp cơ này, tăng cảm giác cao này thì có thể là tất cả các cái bệnh chủng khác đúng không? Thế cho nên là ở giai đoạn này chúng ta sẽ phải khai thác kỹ cái tiền sử dịch tễ đúng không? Để chúng ta hướng đến chẩn đoán. Chúng ta sẽ đi vào hai thể mà hay gặp lúc đấy ạ. Đấy là thứ nhất là thể viêm màng não đơn thuần, thứ hai là gì ạ? Thể nhiễm khuẩn huyết đúng không ạ? Người ta nhắc đến thể viêm màng não đơn thuần có một cái vấn đề đặt ra là như thế này ạ. Khi mà tôi làm nghiên cứu, tôi làm cho bạn hướng dẫn cho một bạn sinh viên đi 6 ấy ạ, làm nhóm văn ấy, thì bạn ấy làm về viêm màng não đơn cổ lợn thôi. Thế thì bạn ấy hỏi là thế bây giờ em chọn những bệnh nhân như thế nào, tất cả những bệnh nhân cấy ra đúng không ạ? Đấy, vâng, và không có những khuẩn huyết, làm viêm màng não đơn thuần mà không có những khuẩn huyết, tức là những cái cấy máu âm tính, những cấy trên nhóm thủy thì dương tính đúng không ạ? Thế nhưng mà có một cái điều mà sẽ phải đặt ra là liệu những cái trường hợp mà cấy máu âm tính có phải là không phải nhiễm khuẩn huyết hay không, đúng không ạ? Vậy các bạn cũng biết là đôi khi mà nhiễm khuẩn huyết như cấy máu âm tính đúng không ạ? Vâng, đấy là vấn đề chúng ta đặt ra. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu một cách, tức là đừng có hiểu quá máy móc là đơn thuần có nghĩa chắc chắn là chỉ có viêm màng não, không ạ? Thế nhưng mà ở đây là tức là những cái trường hợp mà chúng ta gặp những cái trường hợp viêm màng não nhưng mà không có các biểu hiện có khác trừ thứ nhất là viêm màng não thì chúng ta học viêm màng não phổ đúng không ạ? Viêm màng não phổ học chưa? Vâng, rồi thì nhắm mắt thì có thể học được đúng không ạ? Bệnh nhân viêm màng não phổ lên một lượng chẳng khác gì với cả bệnh nhân viêm màng não bình thường. Có những chuyện đúng gì ạ? Hội chứng màng não đúng không ạ? Hội chứng màng não có những cái gì ạ? Tôi nói trước ạ đúng không ạ? Là có tăng chứng màng não là nôn này, nôn còn không liên quan đến đồ ăn đúng không ạ? Thứ hai là đau đầu đúng không ạ? Thứ ba là gì ạ? Táo bón trừ ở trẻ con với có gì ạ? Tiêu chảy nó câu rối loạn tiêu hóa nhé. Với rối loạn tiêu hóa có những hiểu là lúc thế này lúc thế kia và nó. Vâng. Ở đây rõ ràng nó là táo bón, mà cố chạy mình sẽ là táo bón trừ ở trẻ con thôi. Thế con khám thì thấy cái gì ạ? Cái cứng và cái dương tính đúng không ạ? Đúng đó. Cái màng não, Roniski đúng không ạ? Và tăng cảm giác đau đúng không ạ? Đấy, bạn cứ những cái trường hợp nào mà khi câu hỏi nào mà dính đến viêm màng não thì cứ nhắm mắt ạ. Thế đấy là viêm màng não, là hội chứng màng não. Thế còn tiếp theo là viêm màng não mủ. Tiếp theo là cái gì ạ? Cái gì ạ? Hội chứng nhiễm trùng đúng không ạ?
nếu mà các bạn đã mổ thì bao giờ có hai hội chứng song song, hội chứng mặt nạ, hội chứng nhiễm trùng, đúng không ạ? Hội chứng nhiễm trùng thì có cái gì ạ? Đấy có thể sốt, rét run, đúng không ạ? Có môi khô, nếu bẩn nó rửa khô, đúng không ạ? Đấy là một số cái tình trạng nhiễm trùng. Đây ạ, trong thể viêm mặt nạ đơn thuần thì chắc chắn là có hội chứng mặt nạ rồi ạ. Tiếp theo đấy là có tùy theo mức độ viêm mặt nạ khác nhau mà có rối loạn ý thức ạ, từ sảng hay kích thích hay là lơ mơ hay là đến hôn mê, đúng không ạ? Cái mà đấy là đặc điểm chung của tất cả các mảng não, còn cái mà riêng của viêm não cơ linh cổ động là gì? Một đặc điểm riêng đấy là bệnh nhân rất hay có giảm thính lực và nhức ở hai tai. Đấy là một cái điểm rất hay gặp, và gần như là 100% bệnh nhân mà viêm mảng não ngủ mà họ có nhức thì hầu như đều là đấy ra như cổ động, đúng không? Thế còn về cơ chế như thế nào thì hiện tại bây giờ vẫn là đang trong nghiên cứu, có một số giả thuyết đặt ra nhưng mà cũng chưa đưa đến quyết định gì cả. Và vì vậy chính vì thế cho nên là cũng chưa có cái thuốc gì để giảm cái tình trạng nhiễm của bệnh nhân vậy. Chúng ta đi khám và chúng ta thấy là những cái bệnh nhân viêm mảng não mà lại có nhiễm thì chúng ta thường nghĩ đến là viêm mảng não cơ linh cổ động. Ngoài ra thì có các cái trường hợp khác ví dụ như là rất nhiều hay dối loạn động tác hay là run đầu chi hay liệt nhịp tim sọ, cái này thì không điển hình đâu ạ, có thể không, hay gặp nhất là nhiễm được. Bệnh nhân có thể kèm theo suy thận nhẹ hoặc phát ban. À, cái ban thì cũng rất là hay gặp. Tuy nhiên tôi nói lại là cái ban và cái suy thận này lại hay gặp ở cái thể mà có những khuẩn huyết kèm theo thôi. Chứ còn viêm mảng não đơn thuần thì cũng không hay gặp đâu. Và những cái trường hợp phát ban như thế nào? Các bạn có lần ai nhìn thấy dụng điện? Chưa thì được bao giờ? Các bạn chưa đi chuyển điện đúng không? Rất là khó. Các bạn nhìn thấy thì các bạn nhận ra thôi. Nó như phải cho các bạn chiếu lên cho các bạn. Và diễn biến thường kéo dài có một cái vấn đề là rất là nan giải trong cái việc điều trị liên cầu lợn, viêm mảng não cơ linh cổ động. Đấy là gì ạ? Đấy là khi mà điều trị thì bệnh nhân tiến triển tốt rất là nhanh, có thể bệnh nhân đang sốt vùng đang lơ mơ, đang kích thích rất là nhiều ạ, nhưng mà chỉ sau 2 đến 3 ngày thôi là bệnh nhân có thể tỉnh táo hoàn toàn, đúng không ạ? Bệnh nhân hết sốt tỉnh táo hoàn toàn, tuy nhiên là cái dịch não tủy thì biến loạn rất là lâu. Còn những bệnh nhân chúng tôi phải điều trị đến 3 tuần đến 1 tháng nhưng mà dịch não tủy nó vẫn không về bình thường. Đấy là điểm chung của viêm mảng não cơ linh cổ động, tức là đỡ thì đỡ rất là nhanh nhưng mà lửng rất là lâu, đúng không ạ? Diễn biến rất kéo dài và di chứng là giảm lực và giảm vận động nhé. Đấy là thể viêm mảng não đơn thuần. Còn thể thứ hai là thể nhiễm khuẩn huyết, thì thông thường một cái đặc điểm của cái nhiễm khuẩn huyết cơ linh cổ động, một cái đặc điểm rất là hay gặp đấy là gì ạ? Bệnh nhân đi vào sốc rất là nhanh. Chúng ta có thể thấy những cái bệnh lý khác ví dụ như nhiễm phế cầu, đúng không ạ? Hay là những các cái vi khuẩn khác, tụ cầu ấy, tất cả các thì cái thời gian đi vào sốc nhiễm khuẩn thường rất là lâu, bệnh nhân thường có một cái thời gian rất là dài do điều trị không đúng các thứ cho đi vào sốc, đúng không ạ? Nhưng ở bệnh nhân liên cầu lợn có khi chúng tôi gặp những cái trường hợp mà bệnh nhân vừa mới bắt đầu sốc buổi chiều thì buổi đêm đã bắt đầu xuất hiện sốc nhiễm khuẩn rất nặng, đã suy đa tạng và xuất hiện sốc nhiễm khuẩn rất nặng. Đấy là một cái thời điểm, đấy là một cái đặc điểm riêng mà chúng tôi cũng đang có những cái đề tài ở nước để nghiên cứu vấn đề này, tại sao mà đi vào sốc rất là nhanh. Cái đặc điểm mà dễ nhận thấy ở trong giai đoạn này tất nhiên là những cái biểu hiện sốc thì các bạn biết rồi, đúng không ạ? Tôi không nhắc lại với các bạn là những cái khuẩn huyết nhỉ, rồi đúng không ạ? Còn tôi không nhắc lại những cái gì chung thì tôi sẽ không nhắc lại với các bạn, tôi chỉ nhắc những cái điểm riêng thôi. Những cái mà đặc điểm mà để có thể nhận ra được đây là những khuẩn huyết do liên cầu lợn khác với cả các cái con khác, đấy là thử ban. Bệnh nhân có cái mảng xuất huyết ở trên người, các cái mảng rất là to, đúng không ạ? Có thể ở vùng tai, ở vùng đầu mặt hoặc là vùng thân mình. Ban đầu tiên khi mà liên cầu lợn nó chưa phổ biến thì chúng tôi hay nhầm với cả lá hồ cầu. Tuy nhiên là cái ban nếu mà khi mà đã nhiều thì chúng ta so sánh thì sẽ biết được là cái ban của lá hồ cầu khác với cả ban của liên cầu lợn. Liên cầu lợn là nó thành phần mảng, nó kín đen ở giữa. Thế còn ở trong não bộ cầu nó là hoại tử thì sao? Nó thành các cái tia ra. Ngoài ra thì các cái biểu hiện hậu quả của cú sốc đấy là gì ạ? Rối loạn đông máu, ALDS hay suy thận. Cái này thì các bạn đặt thêm một cái phần huyết nhé. Nó không khác gì so với cả những phần huyết thông thường này. Đấy là cái thể thứ hai là thể những phần huyết. Thì có hai cái bệnh cảnh chính của người đấy là gì ạ? Viêm mảng não ngủ và những phần huyết. Ngoài ra thì còn có một số thể là ít gặp hơn, đấy là gì ạ? Viêm rồi cân mạch, thứ hai là viêm rồi nhãn và các cái bệnh cảnh chính gặp hơn khác. Ở đây tôi đưa ra một số cái phần trăm, tuy nhiên là
đánh dấu các bạn ở cái phần trăm này khi mà là trách nhiệm đúng không ạ? Các bạn để tham khảo cái nào hay gặp, cái nào ít gặp hơn thôi. Các bạn có thể bảo đưa cái nào là hay gặp hơn và cái nào ít gặp hơn, chứ không phải nhớ từng cái phần trăm này đâu. Viêm nội tâm mạc thì có dễ, có đặc điểm chung của tất cả những cái viêm giống như viêm nội tâm mạc khác ạ, không khác gì cả. Đấy là bệnh nhân có gì ạ? Có sốt đúng không ạ? Có đau ngực đúng không ạ? Có thể có sùi van tim, có rối loạn nhịp tim và tất nhiên phải có gia đình rồi, đúng không ạ? Đấy. Và khi thăm khám thì chúng ta chú ý phải nghe tim có tiếng thở hay không, đúng không? Thứ hai đó là viêm nội nhãn. Viêm nội nhãn thì cũng khá hay gặp đấy. Chúng tôi ít nhất là chúng tôi đã gặp về gần chục ca viêm nội nhãn từ trong vòng 6-7 năm nay là gần chục ca rồi. Thì về lâm sàng thì tất nhiên là bệnh nhân sẽ thấy là chúng ta rất dễ dàng thì là bệnh nhân tự nhiên là giảm thị lực của mắt và bắt đầu đau mắt và sưng nhức vào mắt, có thể sưng u lên thành một cục đặc, có thể đôi khi có thể vượt ra ngoài. Hoặc là những cái dịch mà mủ chảy ra ngoài đấy thì chúng ta sẽ có liên cầu lợn. Các bệnh cảnh lâm sàng khác đi cảm hơn như viêm dạ dày ruột, viêm khớp, viêm phổi, viêm trung mạc và viêm mạch nhiệt tỉnh, đấy là một số trường hợp mà có thể gặp. Đây ạ, chúng ta có thể thấy được là cái ban có nhìn rõ không ạ? Đấy là cái lúc khi mà là còn ít ạ, tức là sẽ vẫn còn những cái khoảng răng lành đúng không ạ? Và cái ban ở giữa thì chúng ta thấy nó màu hồng nhạt, nó chưa có hoại tử. Có một số cái ở dưới ngay đầu gối thì nó có hoại tử hơn một chút đúng không ạ? Còn lại thì đa số cũng hoại tử, đây là từ ban ở giai đoạn sớm ạ. Đây những cái bệnh nhân trực tiếp ở trong viện đấy. Đây, nó đang còn đều, nó chưa có hoại tử ở giữa đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy cái ban này, và nếu mà chúng ta nhìn thấy cái ban này nó kèm theo một bệnh nhân có biểu hiện sốt các thứ thì chúng ta phải tính ngay đấy là liên cầu lợn. Và nhắc lại một lần nữa là nếu mà chúng ta nghi ngờ có những thuần huyết ở liên cầu lợn, chúng ta phải xử trí rất nhanh bởi vì bệnh nhân đi vào sốc rất là nhanh. Đấy là đặc điểm khác hẳn so với tất cả các cái căn nguyên khác. Từ ban ở mặt đấy ạ, đấy các bạn có nhìn thấy không ạ? Cái mặt đó, có tai đấy. Đây là cái trường hợp sau rồi đó. Đấy là khi mà hoại tử đấy, các bạn có thể nhìn thấy đúng không ạ? Đây hoại tử, nó phỏng nước đúng không ạ? Nó tử nó đen ra đây ạ. Đây là cái đoạn sau đấy ạ, bắt đầu hoại tử tính ạ. Cái này thì các bạn mà nhìn thấy lên các bạn sẽ nhớ hơn rất là nhiều. Nên tôi chỉ giới thiệu qua với các bạn để các bạn biết được. Đây ạ, đấy các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Hoại tử lên xỉ đấy ạ. Và bị toàn thân luôn ạ, bất cứ chỗ nào, bất cứ ở vị trí nào thì có ban. Có những cái trường hợp mà chúng tôi sau khi bệnh nhân khỏi bệnh, chúng tôi còn cắt cụt cả tay ạ. Vì mạch tử rất là xem cái ảnh này. Đây này, đây là tử hết các cái đầu đó kìa. Bệnh nhân thì thường rất là nhiều, mà đặc biệt là dịp Tết thì rất hay gặp lên cổ lợn đấy ạ. Các bạn đi cái đợt tới thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều. Và các bạn theo dõi trên lâm sàng, các bạn nhớ rất là lâu. Còn tay đấy ạ, tay cũng hoại tử. Đấy là một số cái hình ảnh ạ. Thế về lâm sàng thì có gì đặc biệt đúng không ạ? Ngoại trừ cái ban này, cái đi vào sốc rất là sớm đúng không ạ? Vâng, thời gian ủ bệnh nắng thì hầu như là sẽ không có cái gì đặc biệt cả. Và giống như các trường hợp viêm đã mổ cũng như là những về cận lâm sàng thì công thức máu thì tất nhiên là do viêm viêm do vi khuẩn đúng không ạ, thì sẽ có là tăng bạch cầu đa nhân trung tính là chủ yếu. Ở trong những cái trường hợp nặng thì có thể gặp tiểu cầu hạ. Thế còn về rối loạn đông máu thì đây liên quan đến tình trạng sốc nhiễm khuẩn ạ. Các bạn có thể đã học ở phần sốc nhiễm khuẩn, tôi không nhắc lại nhé. Toàn bộ cái này là liên quan sốc nhiễm khuẩn mà không có cái gì riêng cả, giống như tất cả các trường hợp. Về sinh hóa, về sinh hóa thì cũng giống như các trường hợp nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn khác thôi ạ. Bệnh nhân có thể rối loạn suy gan, suy thận, đặc biệt là trong những cái trường hợp mà liên cầu lợn thì men gan thường tăng rất là cao. Tiếp theo đi đến dịch não tủy ạ. Ở đây là một cái mảng não mủ đúng không ạ? Vâng, thế về dịch não tủy sẽ có đặc điểm gì ạ? Đầu tiên là màu sắc ạ. Đục ở các mức độ khác nhau đúng không ạ? Có thể từ mức thừa non cho đến gì ạ? Đục như nước vỏ gạo đúng không ạ? Vâng. Tiếp theo đó là gì ạ? Protein ạ.
thôi nhân thêm 1 gram đường làm sao? Đường giảm muối ạ, muối bình thường đúng không ạ? Còn nhớ cho quan nhân thì tất cả những chi là trường hợp viêm đều dương tính đúng không ạ? Vâng, tế bào tăng chủ yếu là tăng rất cao đúng không ạ? Chủ yếu là bạch cầu đa nhân trung tính đúng không ạ? Vâng. Thế khác nhau gì giữa viêm màng não do virus ạ? Vâng, màu sắc là đầu tiên. Tiếp theo đó là protein, chúng ta có nghiên cứu đầu tăng ít tăng dưới 1 gram đúng không ạ? Vâng. Vâng, chúng ta vừa
thường thì nó là ủ bệnh trong vòng 1 tuần đúng không ạ? Thế nhưng mà tất nhiên là chúng ta sẽ phải quan sát trong vòng khoảng 10 ngày, bởi vì là nó có thể diễn tiến đúng không ạ? Nó tất nhiên là 10 ngày chứ không phải 1 tháng. Thì có tiếp xúc với lợn ốm hoặc chết hay không, hoặc lợn không rõ nguồn gốc, chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán, giết mổ, chế biến thịt sống đúng không ạ? Thì có những nhà họ còn tha với mình là họ biết con lợn này nó ốm nhưng mà họ vẫn đem ra thịt đúng không ạ, đúng không ạ? Nếu họ có đem ra thì họ khai mình ngay là tiếp xúc với lợn ốm. Họ có những người họ chỉ giảm tiếp xúc với lợn mà cũng đã bảo ốm hay không, vì họ giết mổ lợn hàng ngày mà thì cũng không thể biết được con lợn này có vấn đề gì hay không, thì họ sẽ khai thác, mình sẽ khai thác tất cả chỉ vấn đề đấy á. Hoặc là gì ạ, đấy là tiếp xúc trực tiếp, tức là đừng lây cho cái gì cả, đừng lây lây cho người nhà cái chúng ta đi mà đúng không ạ? Đấy có hai đường lây và đúng không ạ? Tiếp theo nữa là ăn thịt lợn ốm chết và thịt lợn không rõ nguồn gốc trên nấu chỉ như tiết canh này, thịt thủ được cá này, lòng lợn này, nấu dặn trần thì nem chặn thì nem chua, đặc biệt nem chua, các bạn có nem chua đúng không ạ? Vâng, thế đây là lây bệnh gì ạ? Nguyên con lây bệnh gì ạ? Tiêu hóa đúng không ạ? Vâng, à, các bạn yên tâm đi, để bố truyền nhiễm tất cả các thầy cô đều nem chua. Sống ở khu vực có dịch bệnh ở lợn và gia súc đấy ạ. Các bạn tôi vừa nói đến dịch lợn tai xanh đấy ạ. Khi mà dịch lợn tai xanh không phải là cái tác nhân trực tiếp để gây nên dịch cổ lợn, tuy nhiên nó là gì ạ? Nó làm suy giảm và tuy nhiên là sẽ làm cho cái dịch cổ lợn nó bùng phát lên đúng không ạ? Vâng, đây là những cái yếu tố mà chúng ta sẽ phải khai thác ở bệnh nhân đúng không ạ? Và nhớ cho là thời gian khai thác là trong khoảng 10 ngày nhé. Còn nếu mà người ta mà trả lời một tháng thì thôi nó ghi vào. Về lâm sàng thì lúc này cắt cầu đúng không ạ? Tuy nhiên là cái thời gian khởi phát thì chẳng có cái đặc điểm gì ngoài ngoài tiền sử tiếp xúc chúng ta có thể khai thác được thôi, chứ còn thì ở thời khởi phát thì không có gì đặc biệt ạ. Nhưng mà thời kỳ khởi phát chúng ta có thể phân biệt được là gì ạ? Có viêm mảng não hay không có viêm mảng não ạ? Nếu những cái bệnh nhân mà có nôn, có đau đầu, chúng ta phải khám kỹ tất cả các hội chứng mảng não để phát hiện ra những cái viêm mảng não ngay từ ở giai đoạn này, chứ không phải là đợi đến khi nào rõ ràng ra đúng không ạ? Vâng, thế là ở tới rằng các chúng ta mổ ở những người đang có viêm mảng não hay không có viêm mảng não chỉ những không biết hay không. Thế còn đối với những cái trường hợp mà vào chúng ta với cả sốc nhiễm khuẩn thì chúng ta sẽ dựa vào các cái gì ạ? Các cái đặc điểm lâm sàng của sốc nhiễm khuẩn đúng không ạ? Tiêu chuẩn như thế nào thì các bạn cũng đều học kỹ hiểu cái phần bài sốc nhiễm khuẩn của mình nào vậy nhé. Thế thầy nào rồi đúng không ạ? Tôi sẽ không nhắc lại cái phần này nữa. Chỉ có hai cái vấn đề mà chúng ta sẽ chỉ có một cái vấn đề mà chúng ta sẽ đặc biệt lưu ý ở cái phần này, đấy là có cái ban hoại tử. Và khi một bệnh nhân có biểu hiện nhiễm trùng cấp tính cộng với cả có ban hoại tử, đầu tiên phải nghĩ đến là gì ạ? Không phải là vâng đúng rồi ạ, bạn thì rất thông minh ạ, đầu tiên phải nghĩ đến mô cầu trước, để sau đó thì mới nghĩ đến liên cầu lợn ạ. Không thì đang gọi là liên cầu lợn, tất cả để trả lời là liên cầu lợn. Đầu tiên bao giờ phải nắm mô cầu, nắm mô cầu gây thành tử đúng không? Sau đó nếu bạn trừ sau phải tiếp theo đến liền. Còn nếu mà khi các bạn có kinh nghiệm lâm sàng thì các bạn nhìn các bạn sẽ thấy là ban đấy là ban lên cổ lợn hay là ban do nám mô cầu. Nhưng mà nám mủ cái này thì không cần phải nói đâu đúng không ạ? Rõ rồi đúng không? Các cái xét nghiệm chẩn đoán thì chỉ có mỗi là các cái đặc điểm của nhiễm độ trong máu như một cái nhiễm vi khuẩn đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là các cái xét nghiệm tiêu chuẩn vàng như cái vùng máu xong. Đây ạ, chúng ta sẽ chẩn đoán sơ bộ thì có yếu tố dịch tễ cộng với biểu hiện sốt cấp tính và con máu có mức máu có bạch cầu tăng. Nếu với những trường hợp mà chưa có ban đấy ạ thì chúng ta cũng phải tìm đến những mặt có yếu tố dịch tễ và đi đến chẩn đoán xác định nếu mà có những cái vi khuẩn như nuôi cấy có PCR thì chúng ta sẽ chẩn đoán xác định. Chẩn đoán phân biệt ạ, chẩn đoán phân biệt hay gặp nhất đấy là nhiễm nám mô cầu, liệu có nhiễm nám mô cầu hay không, bởi vì nếu mà chúng ta gặp một bệnh nhân nhiễm nám mô cầu chắc chắn chúng ta phải cách ly rất nhanh đúng không ạ? Chúng ta phải cách ly và thực hiện các biện pháp phòng ngừa chuẩn đúng không ạ, đối với cả nhân viên y tế và đôi khi là nhân viên y tế còn phải uống thuốc dự phòng đúng không ạ? Đấy, thế cho nên chúng ta phải phân biệt nám mô cầu hay không. Thì thông thường nám mô cầu hay xảy ra ở những người nào? Vâng, trẻ em hoặc thanh niên đúng không ạ, thanh thiếu niên ở lứa tuổi trẻ đúng không ạ? Và thứ hai là đặc điểm của tuổi ban, đặc điểm tuổi ban ở trong nám mô cầu là ngoại tử vì sao? Vâng, còn ở đây là ngoại tử dạ thành tiền mạng đúng không? Và lan rộng trên toàn thân. Đặc điểm nữa của nám mô cầu mà chúng ta hay gặp đấy là có hay có các cái biểu hiện về đường hô hấp đầu tiên.
là bệnh nhân có thể đau họng đúng không ạ, biểu hiện của một cái viêm họng trước, thế sau đó có biểu hiện toàn thân, còn trong khi đó ở liên cầu lợn có thể đi vào biểu hiện toàn thân rất là nhanh đúng không? Đấy là não mô cầu. Còn tiếp theo nữa là các cái các nguyên nhân viêm mảng não phổ khác như phế cầu hay các liên cầu khác. Thật sự là nếu mà không có yếu tố dịch tễ thì rất khó để chẩn đoán phân biệt trong trường hợp này ạ. Nếu không có yếu tố dịch tễ cũng như là không có ban thì hầu như là không phân biệt được đâu ạ. Thế còn thì nếu mà có ban thì chúng ta sẽ nghĩ đến liên cầu lợn nhiều hơn đúng không ạ? Các căn nguyên gây sốc nhiễm khuẩn, một loạt các cái vi khuẩn đó âm các thứ đúng không ạ? Thì cái này thì chắc là các bạn biết rồi đúng không ạ? Cũng chưa vào ban đâu, không có cách nào khác đúng không ạ? Và dịch tễ mà chỉ sẽ có phân biệt được xuất bò nặng và biến chứng ạ. Các bạn là bài xuất bò chứ nhỉ? Vâng, trong xuất bò cũng có gì ạ? Cũng có thể có suy gan suy thận đúng không ạ? Các bạn cũng sẽ học thấy là bạch cầu thì có thể tăng hoặc là tiểu cầu thì hạ đúng không ạ? Vâng, đấy thì chúng ta sẽ phải chẩn đoán phân biệt ở những trường hợp này, bởi vì là gì ạ? Kháng sinh có thể khác nhau ạ. Về lâm sàng, về chứng lâm sàng với cả chẩn đoán có vấn đề gì ạ? Có vấn đề gì không ạ? Có đi quá nhanh không ạ? Bởi vì phần này là các bạn đã học rồi nên là tôi chỉ giới thiệu lại thôi. Về điều trị ạ? Cái trị điều trị mà quan tâm nhất đầu tiên đấy là gì ạ? Phải điều trị bằng kháng sinh và hỗ trợ ạ. Đặc biệt là những cái trường hợp nhiễm khuẩn huyết hoặc là nhiễm khuẩn huyết có sốc nhiễm khuẩn thì chúng ta phải phối hợp cho điều kháng sinh càng sớm càng tốt, cộng với là hỗ trợ điều trị hỗ trợ về hô hấp đảm bảo về tuần hoàn. Nếu không sao, không lại cứ nhăm nhăm điều trị kháng sinh xong cứ bệnh nhân thấy là bệnh nhân có gì ạ? Bệnh nhân có thể suy hô hấp và chết đúng không? Phát hiện sớm các biểu hiện của sốc và rối loạn đông máu suy phủ tạng để điều trị kịp thời. Trong những cái trường hợp nặng mà thấy là đông máu quá nhiều hoặc rối loạn đông máu quá nặng thì chúng ta còn phải cân nhắc đến xem là có phải gì ạ? Có đông máu hay không đúng không? Cách ly bệnh nhân thì thực ra thì ở cái này tôi thấy hơi trong sách cũng có đề cập đến nhưng mà chúng tôi cũng trao đổi rất là nhiều và thực ra thì chưa có trường hợp nào từ gì ạ, từ người lên sang người, cho nên là thực ra cái việc cách ly nó cũng không phải quan trọng lắm. Tuy nhiên là bởi vì tại sao có thể đưa vào đây, bởi vì là hiện tại liên cầu lợn cũng chưa có nhiều các cái nghiên cứu mang tầm quốc tế để có thể khẳng định được là không chắc chắn là không có khả năng lây từ người sang người, nên về thông thường chúng ta sẽ tiến hành cách ly. Về điều trị đặc hiệu thì bệnh tuy là nặng thế nhưng mà kháng sinh thì rất là đơn giản, không có gì đặc biệt cả, và nó có thể có mặt kháng sinh này có thể có ở cả tuyến huyện dẫn tuyến tỉnh đều có thể có đúng không ạ, đấy là Ampicillin hoặc là Ceftriaxone. Các bạn học viêm mảng não rồi đúng không ạ, chúng ta biết được nguyên tắc điều trị lựa chọn kháng sinh ở trong viêm mảng não rồi đúng không ạ, phải là những cái kháng sinh có thể gì ạ, nó vào mảng não đúng không ạ. Thì ở đây xếp theo sau và Ampicillin đều có thể mặt tốt và mặt não. Cho đến hiện nay, đến thời điểm bây giờ đó, thì liên cầu lợn cũng chưa có nhiều báo cáo về kháng kháng sinh đó. Chỉ có điều là xếp theo sau thì ở một số trường hợp bắt đầu là có kháng. Thế còn Ampicillin thì chưa có trường hợp nào kháng cả. Và thời gian điều trị thứ 2 đến 4 tuần thì từng trường hợp. Tôi vừa mới nói đó, không thường các bạn còn nhớ là khi mà nó đủ điều trị cho bao nhiêu lâu không? Viêm mảng não phổ thông thường ạ, hôm trước bạn vừa các bạn vừa học viêm mảng não phổ ạ thì điều trị trong bao nhiêu lâu ạ? Ồ quên hết ạ, không ai nhớ ạ. Thông thường chỉ có 2 đến 3 tuần là cùng ạ, thông thường sẽ là 14 ngày ạ, nên cần viêm mảng não phổ đơn thuần. Thế tuy nhiên là tại sao ở trong viêm mảng não do liên cầu lợn lại phải điều trị lâu thế này thì tôi vừa nói rồi ạ, cái bệnh nhân có thể đỡ rất nhanh nhưng thời gian điều trị thì nó tùy khung về bình thường rất là lâu và có thể điều trị đến cả tháng giờ đúng không? Ngoài ra thì chúng ta gì ạ? Cũng giống như là viêm mảng não phổ ra, ngoài điều trị kháng sinh ra chúng ta phải làm gì ạ? Vâng, hỗ trợ cái gì ạ? Đầu tiên là chống phù não đúng không ạ? Thứ hai là gì ạ? Chống co giật đúng không ạ? Thứ ba là gì ạ? Có thể giảm viêm đúng không ạ? Chống có tiết trong bao nhiêu ngày? Vâng, đúng ạ, 48 đến 72 giờ đấy ạ, không ngừng kéo dài nhá. Nhớ hỗ trợ, không ngừng kéo dài. Đấy là những cái điều trị hỗ trợ, cái này thì nhắm mắt các bạn biết được, các bạn đã học viêm mảng não phổ thì bạn có gì đặc biệt đâu đúng không? Có vẻ như chữ thầy là thầy rồi. Thứ hai là đối với những khuẩn huyết thì cũng điều trị không có gì đặc biệt cả, và chiến thắng sinh thì chúng ta sẽ dùng gì ạ? Ampicillin đúng không?
hoặc là xét da xong. Thế còn thì các cái để bảo hỗ trợ khác, ví dụ như là thở oxy hay là lông kính nhân tạo hay là giảm bảo khối lượng tuần hoàn nhá, thì tất cả đều giống như là gì ạ? Vi khuẩn huyết, các bạn của chị vi khuẩn huyết ạ, đúng không? Các bạn có học mẹ vi khuẩn nhá. Vâng, chúng ta sẽ khỏe. Ở đây thì có mỗi một cái lưu ý duy nhất, đấy là các bạn phải nhớ là bệnh nhân, nếu các bạn nhìn thấy cổ lồng thì thường bệnh nhân đi vào sốc rất là nhanh. Vì vậy nên thái độ xử trí của các bạn có thể tích cực hơn rất là nhiều. Bệnh nhân có thể đi vào sốc và nặng rất là nhanh, có thể chỉ trong một ngày thôi. Thế cho nên đấy là cái lưu ý. Còn lại thì để thứ tự tất cả các cái công việc xử trí như thế nào thì giống như ở bài vi khuẩn huyết và sốc vi khuẩn các bạn đã học. Tôi cũng nhắc lại mất thời gian cho các bạn. Đấy ạ, đây là điều trị thì có cái gì khó không ạ? Kháng sinh là dùng cái gì ạ? Xét ra trong bản insulin ạ, nghĩa là nó ngủ điều trị trong bao nhiêu ngày ạ? 2 đến 4 ngày. Các bạn phải nhớ cái gì khác với các cái bài khác ạ, thì đến khi trả lời trách nhiệm các bạn mới trả lời được. Chứ còn các bạn cứ học đều đều mà không phát hiện ra điểm gì khác thì các bạn không thể trả lời trách nhiệm được đâu, để trách nhiệm rất là nhanh đúng không? Chúng ta phải phát hiện. Thế về dự phòng thì trong thú y thì nguyên tắc an toàn chăn nuôi, tức là lợn phải được dịch đấy ạ, đúng không ạ? Vâng, phải tiêm phòng cho lợn. Nếu mà nhà ông con lợn mà nó bị ốm hay ông thì đâu được, thì nhà mình làm chả có muốn lương tâm gì cả. Không giết mổ và chế biến thì lợn bị bệnh nhá. Các bạn nhớ hộ cho là không giết mổ và chế biến thì lợn bị bệnh. Về có những cái bạn trước khi thực lợn các bạn đã ghi là không giết mổ và chế biến thịt lợn, thế là tôi không được ăn thịt lợn nữa đúng không ạ? Vâng, cắt tất cả tôi bị bệnh đúng không ạ? Thế và thứ hai là tuyệt đối là không ăn thức canh lợn và các cái phẩm mà chế biến thịt lợn chưa nấu chín, đúng không ạ? Rất khó đúng không ạ? Khó đúng không ạ? Vâng. Thế cho nên là đấy là lý do tại sao mà gần đây thì chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân bị nổi lợn, bởi vì là nó queo hay mỗi lần một cái khổ. Khi tiếp xúc với cả bảo hộ lao động nhé, bảo hộ lao động là chúng ta sẽ dùng găng tay đúng không ạ? Và các cái áo choàng để khi mà tiếp xúc với thịt lợn mà thì chúng ta sẽ có phòng hộ.